con gái canh xi chứ bé. À, nó con gấu, trèo lên cái cây gỗ. À, gấu đang trèo lên cây gỗ đó. Đây một con này. À, nó đi rồi, là đây gấu đang đi rồi. Ok rồi. Đó, nhưng mà này vào rừng gặp gấu ngày hôm qua tí với Tèo đi bộ trong chỗ này nè. Đó. Có hai con. Một con gấu xám, con gấu trắng. Đó, đó. Thấy chưa? Ngay gốc cây kìa. Đó thấy không? Đó. Đó trước mặt kìa thấy không? Thấy không, nó nằm ngay gốc cây đó, nó moving, thấy không, nó moving đó, thấy chưa, đó. Đó, ngày hôm qua do gai, hao lắc do gai hết, nó lấy tay nó tát một cái là chết liền. Danger place. Bên nó bằng cái cục này nè. Bên nó bằng cục đá này, bên nó bằng cái cục đá đó. Nó ngủ ở đó. À, Tèo, ông tí thấy lucky không? Ngày hôm qua do gai quất lại này, inside là no place. Bảo bố gọi điện thoại, bố bảo không có sóng. Không, thực sự nó không có sóng. Đó, Tèo đâu, Tèo xe không dám ra, ra rồi. Ok, thôi, bye bye bè.